Sáng 11 tháng 9, khoảng 5 xe chở đoàn ngoại giao Mỹ xuất phát từ khách sạn Marriott Hà Nội trên đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, tới quán cà phê Ozai Coffee số 55 hàng 4, quận Ba Đình. Đón tiếp đoàn là Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Cục trưởng Lễ tân Nhà nước Nguyễn Việt Dũng. Đoàn quan khách khoảng 10 người, chọn chiếc bàn tròn lớn trên tầng 2, vừa uống cà phê, vừa nói chuyện. Ngoại trưởng Mỹ gọi cà phê trứng, những người khác gọi cà phê phin, quản lý quán cho hay. Anh không rõ lý do quán được chọn, có thể vì không gian ấm cúng và kiến trúc thích hợp. Ozai Coffee được cải tạo từ biệt thự cổ 125 năm. Sau gần một tiếng thưởng thức cà phê phố cổ, Ngoại trưởng Mỹ gửi lời cảm ơn, bắt tay từng nhân viên quán trước khi rời đi. Ra phía cửa quán, bắt gặp nhiều người dân đang đứng từ xa theo dõi, ông Antony Blinken tươi cười vẫy tay chào. Ngoại trưởng Antony Blinken có mặt trong đoàn quan chức cấp cao, tháp tùng Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam ngày 10 tháng 11 tháng 9, nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Hồi tháng 4, Ngoại trưởng Blinken từng tới Việt Nam, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông dạo phố Tràng Tiền, nghe nhạc ra tại câu lạc bộ của nghệ sĩ Quyền Văn Minh, ăn cơm niêu trong ngõ. Ông cũng tham gia lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Đây là lần thứ hai ông Blinken đến Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Vào các năm 2015 và 2016, ông tới hai lần với tư cách Thứ trưởng Ngoại giao dưới thời chính quyền Tổng thống Obama. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.